Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình ha. Hôm nay mình đến với lá thiêu các bạn. Đây. Dạ, chợ lá thiêu. Dạ, ở đây là bãi giữ xe luôn. Bãi giữ xe ở đây chỉ giữ đến 11 giờ thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô chợ ha. Cái cầu trên màn hình của các bạn đó là cầu Phan Đình Phùng. Hôm nay là 16 tháng 12 âm lịch rồi các bạn. Nên ở đây người ta bán rất là nhiều đồ Tết để cho chuẩn bị Tết. Con đường này là con đường Châu Văn Tiếp, nó cặp bên bờ kè luôn các bạn. Ở đây là mấy cây lúa, mấy chậu lúa nữa các bạn. Mà lúa này là lúa giả. Ở đây bán bánh kẹo quá trời quá đất luôn. Đây là sạp bánh kẹo. Chén. Bây giờ mình sẽ đi qua con hẻm bên đây, mình vô chợ chợ lá thiêu ha. Ở đầu chợ thì mình thấy bán cô bán rau củ quả nè. Vỡ vậy. Và thịt heo. Hải sản. Ở đây là chợ giống như chợ cá bán cá thịt nè. Một đây gà, gà đây gà mặn sẵn các bạn. Đây thì mình thấy có bán cá biển. Thịt heo nè, ở đây có thịt heo ha. Ở đây hơi dơ chút xíu tại do ở đây là người ta bán cá thịt đó nên nước nó sẽ ra. Cá mè dinh, cá he. Cá lóc. Cá rô phi phải không chị? Cái này cá gì chị? À, đây tượng. Cá tượng các bạn, cá lóc. Ô, cá nhảy luôn. Ở đây thì chị đẹp kêu bán cá lóc bông. Cá lóc bông ếch nè. À, mình tiếp tục các bạn ơi. Ở đây ở chợ để thi mình thấy có nhiều con hẻm lắm các bạn. Con hẻm này người ta bán chiên dây mất cái cá, thịt. Hơi dơ xíu ha. Ơi đây là một sạp thịt có bán heo quay luôn. Cúp này thì mình thấy bán rất là nhiều keo. Cũng hơi vắng các bạn ơi. Rau rất là nhiều luôn ha. Anh ở đây anh đang làm cá thác lát. Em hủ trao hả chị? Trao nào ngon á? Ngon hả? Dạ. Yeah. Hủ nhỏ hả cô? Dạ được rồi. 25.000. 25.000 hủ trao đây, cô bán rất là nhiều trao các bạn. Dạ cảm ơn cô. Tiếp tục thôi các bạn ơi, mua hủ trao. Cầu này mắng cầu sim, mắng cầu hả cô? Mắng cầu này là mắng cầu sim. Mắng cầu sim đúng không cô? Cái nửa trái này cô bán như sao ạ? Ký 60 á. Thấy con cái nhỏ nhỏ đi. Cái này ngọt không cô? Bà nghe bà Út. Hả? Đang quay YouTube bà. Bà liệu quá. Rồi cái này 30. Dạ dạ bà bố bình con.
ngọt không cô? Rồi để mình trả tiền các bạn ơi. Cái này là sầu huyết phải không anh? Đúng rồi, sầu huyết nè. Sầu huyết thì à, chả lia mấy sầu huyết nè. Cái này là ốc hương, ốc hương nghêu. Cua này cua Cà Mau hay là cua đâu anh? Cua Cà Mau anh. Cà Mau bao ăn luôn. Dạ cảm ơn anh nha anh. Rồi. Để tiếp các bạn. À, ở đây mình thấy có sạp khô, cô bán rất là nhiều khô. Khô này khô gì chị? Dạ cái đó mỡ anh, mỡ dứa. Cái mỡ không, còn đây là cái nạc không nè. Còn đây là nguyên con gì mỡ cái nạc. Dạ cái này là cá chèn đúng không? Cá dứa hả? Dạ, lạc cao lắm. Cái này thì nhiêu ký chị? Dạ 150 ký. Còn cái mỡ đó? Cái mỡ đó cũng 150 luôn. Vậy thôi lấy em cái này đi. Nửa ký được, nửa ký được không? Ờ, cô... ngon, ủa sao hai cái nó bằng giá nhau mà nhìn cái này nó đẹp quá vậy? Cái này nguyên con. Cái đó mình về mình chiên hả? Đúng rồi. Chị lấy em nửa ký thôi nha. Đây chị bán rất là nhiều khô các bạn. Khô. Khô cha. Rồi giới thiệu sản phẩm nè, khô cá cha. 180 đúng rồi. Dạ khô nữa chị. Con này là nguyên con dứa, cái này 170. Cái này là cái nạc không? Ồ, 170. Sạc phổi nhiêu ký vậy chị? Sạc phổi nhiêu ký vậy? Cái này là 300, cái này là 26. 160 hả? Ủa cái kia nó nhỏ. À 260. Đây là 300. Dạ dạ. Đó này là sạch đồng 250. 250 hả chị? Ngon ha. Mình đang bóc sạch sẽ và chiên giòn hết sảy. Cá lóc bao nhiêu vậy? Cá lóc này là 200, cá lóc này 230. Dạ. Mực trứng. Mực trứng. Có đồ một nắng. Có đồ một nắng. Còn cá đó cái gì vậy? Cái này là nạc dứa bắp xương, dứa một nắng, cái này dứa lạc. Dạ. Rồi chị căng giùm em đi. Khô đây ngon các bạn, nhìn rất là hấp dẫn. Hả? Dạ có hơn 100 năm rồi. Nay mình mua khô cá dứa nhìn ngon quá, hấp dẫn quá. Cá dịch chiên ăn cơm tới là sao. Rồi mình tiếp tục ha. Ở đây thì bán các loại trái cây. Bánh này là chuẩn bị để những ngày cúng ông táo nè các bạn. Tới ngày cúng ông táo thì người ta sẽ mua những cái bánh như vậy á, người ta cúng ông táo 23 tháng chạp ha. Ở bên đây mình thấy bán tôm khô quá trời luôn nè. Tôm khô và khô. Bông, hôm nay gần Tết nên bán rất là nhiều bông. Giờ cái thiêu này nó rộng lớn quá các bạn. Ồ, cá hấp này, cá hấp ngon quá ha. Ở đây cô này cô bán ba khía, ở đây trong đây cũng có lợn chợ, nó bự quá, chợ đấy thì quá xa bự rồi. À, mình đi ra ngoài này xí đi, lát mình quay lại nha. Đây là sạc găng. Mình sẽ tiếp tục vô một con hẻm nữa. Ở đây bắt khía này ở đây trộn sẵn nha các bạn. Dưa mắm nè ha. Nãy giờ mình đi một con hẻm, hai con hẻm rồi. Mình đi con hẻm thứ ba ha. Con hẻm này thì mình thấy bán quần áo các bạn. Quần áo, đồ khô. Con hẻm này lâu lâu có sọt vô một sạp thịt giá. Ở đây bán chậu cao nè. Ở đây có cô này có bán bánh. Dạ bánh gì chị? Bánh
lấy em nhiêu hộp đi chị? Cái đó 20 ngàn. Em ăn chay hay mặn? Dạ em ăn mặn đi. Mặn cái đó. Mặn chay và bằng giá luôn hả chị? Ừ, mặn chay bằng giá. Ở trong con đường này á, thì mình thấy có bán thêm những đồ ăn ha. Đây có thịt khô, người ta bán khô cũng nhiều nè. Quần áo. Ở chợ Lễ Thiêu á, thì rất là lớn luôn các bạn. Bự lắm. Ở đây dịch quay nè. Ôi, heo quay. Nãy giờ mình đi mình thấy nó giống như cái bàn cờ. À, chị này chưa bán bánh in. Bánh in, bánh tét. Bánh, 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 bánh. Bánh gì chị? Bánh quy hả? Đúng rồi. Nãy em bánh... Ủa cái bánh mè mè này là cái gì vậy chị? Chị hả? Ờ chị bán làm sao vậy? 5 ngàn, ổ nữa, ổ 2-5 ngàn. Lấy ít thôi em có một... Bán nữa ổ gì thôi là nhỏ nhất rồi hả? Có nữa không? Dạ tại em... À có 10 ngàn đi. Tại em mua nhiều quá các bạn, mình phải đi mua thêm nữa. Dạ không chị, em ăn bánh đó đi, em thấy bánh sao vậy hả chị? Trong này có mè hả? Làm bằng gì, bột gì chị? Đậu xanh với mè. Dạ. Để mình trả tiền cho các bạn. Ở con đường bên đây á thì các bạn thấy nó sẽ vắng hơn bên rau củ quả ha. Tại bên đây toàn chủ yếu là bán đồ khô và có những cái sạp ăn uống thôi. Nên khúc này nó vắng nè. Đây là cái bánh dừa. Tiếp tục là thịt heo. Cô đâu bán gì vòng vòng đây chứ cô đâu bán đứng chỗ hả cô? Có chỗ cố định. Ở đâu vậy cô? Ở đầu trên. Ở đầu trên hả? Đúng rồi. Đầu trên, nói đầu trên chứ con cũng biết đầu trên là ở đâu luôn. Đây là thịt bò cô đang nướng, thơm phức luôn. Trời, rau găm nhỏ nhỏ này là thơm lắm nha. À, rau găm nhỏ nhỏ chứ thơm lắm á. Mình bán buổi sáng thôi cô ha. Đúng rồi, có buổi sáng. Cô lấy con một ổ đi. Nhưng mà cô đừng lấy ớt. Cô bỏ rau găm cho con. Thịt. Bác đưa vợ ở đây lâu rồi. Dạ vậy hả cô? Mình có thịt bò nè. Thịt này thịt bò đúng không cô? Đúng rồi. Thịt bò cô sẽ ướp gia vị trong đó rồi cô sẽ nướng. Cái đó là dưa chua hả cô? Đúng rồi. Dưa chua nhưng mà cô làm bằng dưa leo với cà rốt. Đó. Dạ cô cho con rau găm. Nhiều nhiều tí được không cô? Bù lại không ăn ớt. Dạ một ít đậu phộng nữa các bạn. Cái nước sốt đó mình sốt vô luôn hay mình để riêng giùm con đi ha. À đây nè các bạn, cô vô bịch để riêng sẵn rồi. 20 cành. Cái thịt này nè cô sẽ nướng một miếng bự như vậy nè. Xong á cô sẽ cắt nhỏ ra gì để bỏ vô bánh mì cho nó dễ. Rồi 20 ngàn. Cô để đi. Dạ cô để đi. 20 ngàn các bạn. Dạ có chú này chú bán mấy cái cây lau bàn ghế nè. Bàn ghế. Dạ bò nguyên chất ngon lắm hả cô? Đường này là con đường à Châu Văn Tiếp. Cô sẽ đứng ở cái khúc đường đoạn đường Châu Văn Tiếp á các bạn. Cô bán bánh mì bò nướng. Cô chỉ bán vào buổi sáng thôi. Thôi mình sẽ tiếp tục đi ha. Con xin quay phim cái nha. Bánh tét, cô bánh tét. Bánh tét Long An, còn bánh tét 20 ngàn, nhưng ngọt, nhưng chuối, nhưng mặn. Nhưng chuối chúng ta thấy có màu hơi đỏ đỏ nè. Bánh tét Long An, nhưng đậu nè ha. Bánh tét 20 ngàn, nhưng ngọt, nhưng chuối, nhưng mặn. 20 ngàn là bánh tét. Một con đường hẻm tiếp theo mà mình muốn đi vô đây, mình chia sẻ đến quý vị và các bạn ha. Đầu hẻm thì mình thấy có rau củ quả nè, đậu khô và đậu hũ nè các bạn. Ừ, quyết. Ờ, con hẻm này thì bán hơi bị thưa thớt ha. Đi đủ món ngon. Dạ dạ.
Bán hủ tiếu nữa hả chị? Mì hải sản. Rồi làm tô hủ tiếu luôn đi. Rồi, cái này là gì chị? Mì cái nào? Cái đó hả? Rau của người ta. Tụng bán hủ tiếu chứ. Của em là mì không thôi nha chị. Dạ. Dạ, hấp cầm. Đó là phèo phải không chị? Nước tương dễ thương nha, nước tương nè, nhà này cũng là nước tương đậu nành luôn, nước tương đậu nành luôn, nước mắm, ở đây là vàng người bán, ở đây là trong chợ Lý Thiêu luôn ha các bạn. À, nhìn hấp dẫn quá nè, trong này mình thấy có gan nè. Có cạch nè, có bao tử nè, có phèo nè, có tôm và có thịt, giá hẹ, cải thảo. Và ở dưới này là mì. Cái này là trong chợ Lê Thiêu luôn nha các bạn. Rồi, mình thử miếng nước lèo ấy. Nước lèo nhìn Trung Quốc và Tâm Phước nè. Tuyệt vời, thơm. Nó có cái vị ngọt thanh thanh các bạn. Phèo mềm ha. Và đây là bao tử nè. Bao tử mềm mà có đôi giòn các bạn. Không bị hôi, phèo không bị quen, phèo không bị đắng. Đây là tỏi sắc lát nem giấm các bạn. Tỏi sắc lát nem giấm thì mình gửi cho mình thích tỏi sắc lát nem giấm. Đây là chén nước tương bên quán, bên quán đang chuẩn bị cho mình rồi. Đây là ớt lát. Dạ rồi, gì được các bạn ơi. Cái nước lèo thôi với mình á, thì nó cũng đã vừa ăn rồi. Nên mình không cần phải thêm nước tương. Và tôm, tôm có một con tôm. Thịt tôm đã bó đầu và được lấy kỹ. Tôm ngọt và giòn hết các bạn. Chúng ta có một miếng cạch. Miếng cạch rất là giòn luôn á. Và nó thơm nữa. Và bây giờ mình sẽ ăn hết tô mì. Mình sẽ đi ghi hình tiếp cho các bạn nha. Các bạn đợi mình nha. Chúng ta có mực nữa các bạn. Đây có một phần mực. Chị này chỉ mời mình đậu các bạn. Chị nói là đậu ở nhà chị làm ngon lắm. Mà mình cũng chưa biết là nó ngon hay không. Mới ăn tô mì của chị thì thấy nó ngon rồi đó. Do là mình ăn mình thấy ngon. Và giá cả phải chăng nữa các bạn. Nên mình mua thêm một bịch nữa mang về các bạn.
Ở đây chị có bán cả đậu phộng nữa nè. Dưa kiệu mình nghĩ là Tết mới bán thôi ha. Nhưng mà ngày thường chắc có bán đậu phộng đúng không chị? Dạ. Như quảng cáo quá trời quá đất luôn. Ngon lắm, đậu da cá. Một củ nhỏ vậy là 65.000, nếu mà mua nửa ký thì là 260 ký. Trời ơi, chị giới thiệu đậu phộng quá trời quá. Anh coi thử anh. Em mới nghe. Đi nước hoài không á? Đi nước hoài không á? À dạ, cảm ơn chị. Đi nước hoài không à. Rồi, lát nữa nếu em đi vòng em suy nghĩ có mua thì em quay lại em mua. Tại em còn gửi đồ đây nữa mà. Mình thì mình thấy khu vực này hơi vắng các bạn. Khu vực này chủ yếu bán đồ khô nên người ta cũng ít vô đây. Đây là mấy cái nồi đất. Tiếp theo là một con hẻm ở chợ Lê Thiêu tiếp các bạn. Thì cái hẻm này cũng hơi bị vắng nha. Ở đây có đường hẻm này thì mình thấy bán quần áo nhiều nè. Khúc trước á, khúc mình vừa đi qua thì mình bán nè. À đây thì ồ, đây có một sạp đất ăn gì, anh ta bán đông quá trời luôn. Cháo các bạn. Dạ, đây thì mình thấy con hẻm bên đây mình thấy người ta bán dép nè. Cô lấy con ba lạng đi. Dạ. Ở cái này cho vườn mình lặt ra hả cô hả? Đi ngày này thấy cô bán cái này là đọt chọi nha. Đọt chọi phải không chú? Hả? Cái này đọt chọi phải không chú? Đúng rồi. Đọt chọi chú bán sao? Thì cũng 7.000 lạng luôn. 7.000 lạng luôn. Đọt mướp hả? Ừ. Đọt mướp là cua. Rồi cái này mình ăn tươi cũng được, luộc cũng được. Dạ nhiêu ký cô? Cái đó 50. 50. Cái đó còn nửa ký à? Con không biết ăn đó rồi. Dạ cô để đó giùm con đi. Chú luộc các bạn. Đi ra đây thấy cô chú đang bán nhãn lồng nè, đọt chọi gì à, với đọt mớp. Đọt mớp này là đọt mớp gừng ha. Đúng rồi. Dạ nhìn nó ngọt. Nhìn nó ngọt quá ha con ha. Gừng đó. À bây giờ mình luộc chú ăn thử coi. Dạ hương. À trái này nhỏ nhỏ vậy nè, chú dạ hương nó mới ngon. Đừng có ăn chứ bự. Chỗ này là dạ. Không có thuốc không cho đâu. Dạ. Rồi giờ mình ăn chú với cô chú luôn các bạn.
chấm muối ớt. Muối ớt này cô đâm nhà, muối ớt cô bỏ miếng bột ngọt vô nó mới ngon. Đó, chú luộc cho muối ớt các bạn. Dạ em lột theo vỏ em đâm hết chưa? Mình biết lột các bạn ơi, còn vỏ cô lột cái trắng bóc hết chưa? Con mua rồi, con mua bịch đây nè. Con đâu biết cô bán đâu. Ăn cái chuối nó bùi bùi. Hôm chuối này là cô nói là chuối dạ hương. Dạ. Dạ. Mình ăn cái chuối nó bùi bùi không thôi. Cục nè, cô giả ra nè. Dạ, muối cục. Nó bớt mặn hơn muối bọt. Ừ, muối cục đâm ngon hơn muối bọt. Cái ớt nó cay cay, cái chuối nó bùi bùi, mặn mặn. Dạ thôi, con ăn một trái thôi, ăn cho biết rồi cô em. Ngon. Cái chuối này là chuối dạ hương, nó có màu xanh các bạn. Mà tuy rằng các bạn thấy màu xanh rồi á, màu xanh gì thôi, nhưng mà nó đã chín rồi nha. Mình cảm thấy nó bóp, nó mềm mềm tay rồi nè. Ở đây người ta bán mấy cái đồ Tết đó các bạn, mấy đồ trưng Tết mình mua về mình trang trí nhà cửa của mình á. Hôm nay đi chợ lấy thiêu, mình chiếm lợi phẩm bao nhiêu nè các bạn. Dạ, vậy là một số hình ảnh vừa rồi á, mình vừa chia sẻ đến với các bạn á, một số địa điểm buôn bán ở chợ lấy thiêu. Mình sẽ không chia sẻ hết được đâu các bạn, tại vì chợ lấy thiêu rất là lớn. Đó là một số hình ảnh mình muốn gửi đến các bạn chợ lấy thiêu nhân dịp gần Tết người ta bán á các bạn. Mình thấy chợ cũng hơi vắng ha. Thôi bây giờ mình kết thúc clip đây ha. Tạm biệt các bạn.